YouTube của Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Israel bị tấn công liên tiếp từ cả Liban, Yemen và Iraq. Thông tin mới nhất từ Israel cho biết Hezbollah đã phóng 230 quả rocket từ Liban vào nước này trong ngày 3 tháng 10. Ngoài ra, một nhóm vũ trang ở Iraq đã nhận trách nhiệm về việc tấn công Nam Israel bằng máy bay không người lái. Hãng CNN và tờ Times of Israel dẫn tin từ lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay, nhóm vũ trang Hezbollah liên tiếp nã rocket và máy bay không người lái UAV vào phía bắc nước này trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do các cuộc tấn công trên gây ra. Trong khi đó, Hezbollah cũng tuyên bố đã tiến hành 32 cuộc tấn công khác nhau bằng tên lửa vào các khu định cư và căn cứ quân sự của Israel. Ngoài ra, nhóm này cũng nhắm vào các binh lính Israel đang tham gia cuộc tấn công trên bộ ở Nam Liban. Hezbollah không phải là nhóm duy nhất được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công Israel vào ngày 3 tháng 10. Trong một diễn biến riêng biệt, phong trào kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm quân được Iran hậu thuẫn, đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công bằng UAV vào miền nam Israel. Quân đội Israel xác nhận đã chặn một máy bay không người lái trên không phận miền nam đất nước và không có ai bị thương. Nhóm Houthi ở Yemen cũng nhận trách nhiệm về vụ tấn công Tel Aviv bằng UAV trong bối cảnh bạo lực leo thang tại khu vực. Nhóm quân được Iran hậu thuẫn này tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động như vậy nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel vào Gaza và Liban. Theo J-Post, sáng sớm nay, mùng 4 tháng 10, không quân Israel đã chặn một máy bay thù địch đi vào lãnh thổ nước này từ phía đông. Động thái trên diễn ra sau khi còi báo động được kích hoạt ở khu vực của thung lũng Pezean. Trong vòng 24 giờ qua, IDF cho biết đã tấn công khoảng 200 mục tiêu của Hezbollah, gồm các cơ sở hạ tầng, kho chứa vũ khí, trạm quan sát. Một chuyên gia về chiến tranh trên không nói với CNN, các cuộc không kích của Israel tại Liban đang được tiến hành với cường độ tương đương những tuần đầu tiên của cuộc oanh tạc nhằm vào dải Gaza. Israel vừa ban bố lệnh sơ tán với 25 ngôi làng ở Nam Liban, nâng tổng số làng nhận được thông báo sơ tán lên 76. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 37 người thiệt mạng, 151 người bị thương hôm 3 tháng 10 do các cuộc không kích của Israel ở khắp Liban. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã xác nhận về những tổn thất đầu tiên của lực lượng này sau khi mở chiến dịch trên bộ hạn chế tại Liban. Cụ thể, phía IDF đã mất 8 binh lính trong các cuộc đụng độ với Hezbollah ở miền nam Liban. Đây là tổn thất lớn nhất mà Tel Aviv phải chịu ở biên giới Liban trong năm qua, dù IDF và Hezbollah vẫn thường xuyên giao tranh ở khu vực này. Lebanon kêu gọi ngừng bắn. Ông Biden phản đối IDF tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Giới lãnh đạo Lebanon hôm 2 tháng 10 đã bày tỏ mong muốn về một lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah. Tờ AI Al-Arabiya dẫn lời Thủ tướng Lebanon Najib Mikati nói rằng một lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở nước này là điều cần thiết. Giữa bối cảnh 1,2 triệu người dân Lebanon đã phải rời bỏ nhà cửa do xung đột leo thang trong những tuần gần đây. Hãy ngừng việc xung đột. Chúng tôi không muốn có thêm đổ máu. Chúng tôi không cần thêm sự tàn phá. Việc ngừng bắn ngay lập tức là điều cần thiết, ông Mikita nói trong khi dự một cuộc họp báo trực tuyến được tổ chức hôm 2 tháng 10. Theo AI Al-Arabiya, tuyên bố trên của Thủ tướng Lebanon được đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn diễn ra khốc liệt. Hezbollah trước đó cùng ngày tuyên bố đã đẩy lui một cuộc tiến quân của lực lượng phòng vệ Israel ở làng Odaise. Trong khi đó, trang web của chính phủ Israel lại công bố đoạn video các binh sĩ nước này thực hiện hoạt động thâm nhập hầm vũ khí của Hezbollah ở miền nam Lebanon trước khi tiến hành phá hủy nơi này. Thông cáo đăng trên trang web của chính phủ Israel viết rằng IDF từ khi phát động chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon đã thực hiện hàng chục hoạt động thâm nhập và phá hủy hạ tầng quân sự của nhóm vũ trang Hezbollah. Những hoạt động đó nhằm mục đích làm suy yếu khả năng chiến đấu của Hezbollah cũng như những cơ sở hạ tầng gây ra mối đe dọa cho các cộng đồng dân cư ở miền bắc Israel. Các binh sĩ IDF đã xác định và thâm nhập vào những hầm ngầm nằm gần khu vực biên giới Israel-Lebanon
và phát hiện các kho vũ khí lớn. Đồng thời, IDF cũng thâm nhập thông tin tình báo có giá trị tại những nơi đó, thông cáo viết. Theo bản thông cáo trên, IDF trong thời gian tới sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm mục đích đẩy lui lực lượng Hezbollah khỏi khu vực biên giới, để người dân sống ở miền Bắc Israel có thể trở về nhà an toàn. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2 tháng 10 giờ Washington DC đã lên tiếng phản đối việc lực lượng phòng vệ Israel IDF có khả năng thực hiện đòn không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran như một đòn đáp trả lại cuộc tấn công tên lửa trước đó. Các biện pháp trừng phạt có thể sẽ được đưa ra nhằm vào Iran và tôi đã thảo luận với lãnh đạo các quốc gia trong khối G7 về ý tưởng này. Chúng tôi sẽ thảo luận với Israel về những gì họ sẽ làm, nhưng các lãnh đạo G7 đều nhất trí rằng dù Tel Aviv có quyền đáp trả, nhưng họ cần đáp trả theo một cách tương xứng, ông Biden nói. Khi được cánh báo giới hỏi về việc liệu Mỹ có hậu thuẫn cho Israel thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran hay không, ông chủ Nhà Trắng khẳng định rằng không. Theo thời báo Israel, chính quyền Tel Aviv cho tới nay vẫn chưa công bố số liệu thương vong về người hay tổn thất tài sản trong vụ Iran tấn công tên lửa đêm 1 tháng 10. Israel nêu tổn thất của Hezbollah, bác việc không quân tê liệt do tên lửa của Iran. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, chiều ngày 2 tháng 10 đã công bố một số thông tin về tổn thất của nhóm vũ trang Hezbollah sau khi chiến dịch trên bộ ở Liban nổ ra. Theo thông cáo được IDF công bố, các đơn vị vũ trang Israel từ khi phát động chiến dịch trên bộ ở Liban đã xác định và phá hủy nhiều hạ tầng tấn công của Hezbollah, trong đó có các giàn phóng tên lửa và nhiều kho thuốc nổ. Các binh sĩ của chúng tôi cùng không quân Israel đã tiêu diệt nhiều tay súng và phá hủy cơ sở hạ tầng Hezbollah bằng bom dẫn đường chính xác, cũng như trong các cuộc giao tranh tầm gần. Cho tới nay, hơn 150 cơ sở hạ tầng Hezbollah đã bị phá hủy do các đòn không kích, trong đó có trụ sở của nhóm vũ trang này, các kho tàng chứa vũ khí cũng như nhiều giàn phóng tên lửa, thông cáo của IDF viết. Hiện Hezbollah chưa bình luận về những thông tin được IDF đưa ra. Cùng với đó, IDF hôm nay đã bác bỏ thông tin cuộc tập kích tên lửa do Iran thực hiện đêm ngày 1 tháng 10 đã khiến cho hạ tầng không quân nước này bị hư hại tới mức tê liệt. Iran đã thành công khi nã tên lửa vào các căn cứ không quân Israel trong cuộc tấn công hôm qua. Tuy nhiên, những đòn tấn công đó không hiệu quả. Các vụ nổ do tên lửa gây ra làm hư hại một số tòa nhà hành chính và khu bảo dưỡng đã không gây tác động cho khả năng tác chiến của không quân Israel. Không có chiến cơ nào của Israel bị hư hại trong cuộc tấn công. Phóng viên Emmanuel Fabian của Thời báo Israel dẫn nguồn tin IDF nói, cho tới nay, chính quyền Israel chưa công bố số liệu thương vong về người và tổn thất tài sản trong vụ Iran tấn công tên lửa đêm ngày 1 tháng 10. Cũng trong ngày, thông cáo đăng trên trang web của chính phủ Israel gov.il viết rằng IDF từ khi phát động chiến dịch trên bộ ở miền nam Liban đã thực hiện hàng chục hoạt động thâm nhập và phá hủy hạ tầng quân sự của nhóm vũ trang Hezbollah. Những hoạt động đó nhằm mục đích làm suy yếu khả năng chiến đấu của Hezbollah cũng như những cơ sở hạ tầng gây ra mối đe dọa cho các cộng đồng dân cư nằm ở miền bắc Israel. Các binh sĩ IDF đã xác định và thâm nhập vào những hầm ngầm nằm gần khu vực biên giới Israel-Liban và phát hiện các kho vũ khí lớn. Đồng thời, IDF cũng thu thập thông tin tình báo có giá trị tại những nơi đó, thông cáo viết. Theo bản thông cáo trên, IDF trong thời gian tới sẽ tiếp tục những hoạt động quân sự nhằm mục đích đẩy lui lực lượng Hezbollah ra khỏi khu vực biên giới để người dân sống ở miền bắc Israel có thể trở về nhà an toàn. Trang web của chính phủ Israel sau đó đã công bố hình ảnh binh sĩ IDF tiến hành đột kích vào một kho vũ khí Hezbollah nằm ở làng Kafakila thuộc miền nam Liban. Sau khi thu giữ các vũ khí và tài liệu quan trọng tại đó, IDF đã phá hủy kho vũ khí trên. Cận cảnh lính Israel thâm nhập hầm chứa vũ khí của Hezbollah ở Lebanon. Thông báo đăng trên trang web của chính phủ Israel, gov.il viết rằng, IDF kể từ khi phát động chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon đã thực hiện hàng chục hoạt động thâm nhập và phá hủy hạ tầng quân sự của nhóm vũ trang Hezbollah. Những hoạt động đó nhằm mục đích làm suy yếu khả năng chiến đấu của Hezbollah, cũng như những cơ sở hạ tầng gây ra mối đe dọa cho các cộng đồng dân cư nằm ở miền bắc Israel. Các binh sĩ IDF đã xác định và thâm nhập vào những hầm ngầm nằm gần khu vực biên giới Israel-Lebanon và phát hiện các kho vũ khí lớn. Đồng thời, IDF cũng thu thập thông tin tình báo có giá trị tại những nơi đó, thông cáo viết.
Theo bản thông cáo trên, IDF trong thời gian tới sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm mục đích đẩy lui lực lượng Hezbollah khỏi khu vực biên giới, để người dân sống ở miền Bắc Israel có thể trở về nhà an toàn. Trang web của chính phủ Israel sau đó đã công bố hình ảnh binh sĩ IDF tiến hành đột kích vào một kho vũ khí Hezbollah nằm ở làng Kafakila thuộc miền nam Lebanon. Sau khi thu giữ các vũ khí và tài liệu quan trọng tại đó, IDF đã phá hủy kho vũ khí trên. Ở một diễn biến khác, lực lượng phòng vệ Israel chiều 2 tháng 9 đã công bố một số thông tin về tổn thất của nhóm vũ trang Hezbollah sau khi chiến dịch trên bộ ở Lebanon nổ ra. Theo thông cáo được IDF công bố, các đơn vị vũ trang Israel từ khi phát động chiến dịch trên bộ ở Lebanon đã xác định và phá hủy nhiều hạ tầng tấn công của Hezbollah, trong đó có các giàn phóng tên lửa và nhiều kho thuốc nổ. Các binh sĩ của chúng tôi cùng không quân Israel đã tiêu diệt nhiều tay súng và phá hủy cơ sở hạ tầng Hezbollah bằng bom dẫn đường chính xác, cũng như trong các cuộc giao tranh tầm gần. Cho tới nay, hơn 150 cơ sở hạ tầng Hezbollah đã bị phá hủy do các đòn không kích, trong đó có trụ sở của nhóm vũ trang này, các kho tàng chứa vũ khí, cũng như nhiều giàn phóng tên lửa, thông cáo của IDF viết. Hiện Hezbollah chưa bình luận về những thông tin được IDF đưa ra. Trang AI Mayaden Lebanon dẫn thông tin từ Hezbollah nói rằng các tay súng của họ đã đối đầu với binh sĩ IDF ở làng Odaise vào rạng sáng ngày 2 tháng 10 và buộc phía Israel phải rút lui. Các tay súng của chúng tôi đã đối mặt với lực lượng bộ binh đối phương tính xâm nhập vào ngôi làng Odaise từ hướng Kilat Amahafer và nhiều cuộc giao tranh khốc liệt đã xảy ra. Chúng tôi đã gây tổn thất cho đối phương và buộc họ phải rút lui khỏi khu vực đó, nguồn tin từ Hezbollah nói. Cũng theo nguồn tin trên, lực lượng được Israel sử dụng trong hoạt động xâm nhập làng Odaise lần này là một đơn vị đặc nhiệm. Hiện IDF chưa bình luận về những thông tin được AI Mayaden đăng tải. IDF hôm nay đã quyết định điều động thêm một sư đoàn nữa tham gia hoạt động quân sự trên bộ ở Lebanon. Binh sĩ thuộc sư đoàn số 36 gồm các lực lượng từ lữ đoàn Golani, lữ đoàn thiết giáp số 188, lữ đoàn Ezioni, hiện đã cùng sư đoàn số 98 tham gia vào chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon nhằm chống lại nhân lực và cơ sở hạ tầng của nhóm vũ trang Hezbollah, thông cáo đăng trên trang web của IDF viết. Trước đó, số liệu được trang tin AI Jazeera công bố hôm 1 tháng 10 cho thấy IDF đã điều động khoảng 12.000 đến 14.000 binh sĩ cùng hàng chục khí tài quân sự trong biên chế sư đoàn số 98 tiến hành chiến dịch ở miền nam Lebanon.